Hello, xin chào 500 anh em. Vậy là chiếc xe Honda City 2021 đã chính thức ra mắt làng xe Việt. Honda City là một trong những chiếc xe nằm trong phân khúc xe đô thị hạng B ở tại thị trường Việt Nam, nằm cùng bảng với những cái tên như là Hyundai Accent, Toyota Vios và Mazda 2. Vậy Honda City 2021 có những điểm gì mới và thực sự nó có xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà anh em phải bỏ ra hay không? Thì trong video này mình sẽ tập trung vào bình luận và so sánh với các đối thủ. Nếu các bạn cảm thấy video này có nhiều thông tin hữu ích và vui vẻ thì đừng quên bấm like và đăng ký theo dõi kênh nhá. Xin cảm ơn. Đầu tiên nói về mức giá bán, Honda City 2021 được phân phối với 3 phiên bản từ 529 tới 599 triệu đồng. Mức giá ấy được đánh giá là cao hơn so với hai đối thủ là Toyota Vios và Hyundai Accent, khoảng từ 20 đến 40 triệu đồng ở phiên bản cao nhất. Tuy vậy, gạt bỏ câu chuyện giá bán, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về chiếc xe này. Nói về thiết kế ngoại hình thì tôi cho rằng là Honda họ đang làm rất tốt với City, bởi vì nó đem tới cho chúng ta một cái phong cách thiết kế khác biệt khá nhiều so với những đối thủ khác ở trong phân khúc. Nếu như Hyundai Accent là trẻ trung và hiện đại, Toyota Vios hướng tới sự thực dụng thì Honda City lại có phong cách thể thao. Đầu tiên tôi sẽ chia sẻ cho anh em những cái điểm thay đổi mà chúng ta có thể dễ dàng thấy bằng mắt thường. Ở trên phiên bản RS anh em đang thấy ở bên trên màn hình, nó được thay đổi khá nhiều ở phần đầu xe với những phần chi tiết sơn đen ở phần mặt ca lăng, cản ba đờ sốc dưới và hốc gió giả hai bên. Một cái phần đầu xe được làm chìm và dài tạo ra một cảm giác tôi cho rằng rất thể thao. Và đây gần như là xu hướng thiết kế của những mẫu xe sedan ngày nay. Ví dụ như ở trong phân khúc Hyundai Accent cũng có một cái kiểu thiết kế như vậy. Cụm đèn chiếu sáng sử dụng dạng LED đã được thay đổi cách tạo hình bên trong với những cái họa tiết được chia từng khoang một. Kiểu thiết kế này giống với mẫu xe đàn anh Honda Accord. Nếu như so sánh với những đối thủ ở trong phân khúc thì tôi thích cái kiểu thiết kế đèn của Hyundai Accent hơn, bởi vì những cái họa tiết bên trong nó được làm một cách rành mạch và rõ ràng, trông nó dễ nhìn hơn, không bị rối mắt như Honda City. Còn lại thì phần đèn chiếu sáng của Toyota Vios thì tôi cho rằng lại khá đơn điệu, không tạo ra được những cái điểm nhấn gì cả. Ở phần thân xe các bạn sẽ thấy là chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản trông khá dài và trường dáng. Lý do là chiếc xe này đã được tăng kích thước chiều dài lên khoảng 113mm và chiều rộng nới ra khoảng 53mm nữa. Và nếu như so sánh với những đối thủ còn lại ở trong phân khúc thì Honda City nó có một kích thước chiều dài, chiều rộng và phần trục cơ sở xe đều lớn hơn. Nhưng phải công nhận là chỉ tăng lên khoảng 113mm thôi thì nhìn chiếc xe Honda City nó cũng đã đàn anh hơn rất nhiều rồi. Bên cạnh đó thì chiều rộng được nới thêm khoảng tầm 53mm nữa, hứa hẹn sẽ đem tới cho chúng ta một không gian rộng rãi hơn so với các đối thủ. Còn lại những điểm thay đổi ở phần thân xe như la răng kích cỡ 16 inch được thiết kế lại đem tới không khí mới mẻ. Phần gương chiếu hậu được sơn đen đồng màu với một số chi tiết bên ngoài ngoại thất xe cũng là điểm nhấn tôi cho rằng làm nổi bật cái phong cách thể thao của xe. Nhìn vào phần thiết kế đuôi sau, tôi cho rằng là Honda họ đang khiến cho toàn bộ cái phần ngoại thất xe có một cái phong cách rất mạch lạc và hài hòa. Điều đó nó thể hiện ở những cái phần chi tiết như cánh gió thể thao sơn đen, khuếch tán gió phía dưới được sơn đồng màu, rồi hai phần chi tiết hốc gió giả hai bên nữa. Nó khiến cho tôi chợt nhớ về những cái mẫu xe trong Fast and Furious ở phần Tokyo Drift, thực sự có cái gì đó rất streetlike. Khá là thiếu sót nếu không kể tới phần cụm đèn hậu sử dụng dạng LED với những họa tiết bên trong được làm một cách rất cầu kỳ, có những cái tố chất DNA của những mẫu xe concept của Honda trong vài năm trở lại gần đây. Bước vào bên trong nội thất của Honda City 2021 ở phiên bản RS, các bạn sẽ thấy rằng là mẫu xe này đem tới cho chúng ta một không khí thực sự rất thể thao. Điều đó nó thể hiện ở những cái viền chỉ đỏ bên trong vô lăng, bên trên tablo lẫy chuyển số tích hợp sau vô lăng và một cái phần cụm đồng hồ tablo được thiết kế theo kiểu dạng analog với đồng hồ vòng tua máy và đồng hồ km nằm hai bên được làm rất lớn. Điểm nổi bật mà chúng ta phải kể tới tiếp theo đó là xe được trang bị phần màn hình trung tâm giải trí 8 inch với độ phân giải cao, có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, kết nối với hệ thống 8 loa. Bên cạnh đó thì Honda City được trang bị điều hòa tự động, có thêm cả phần cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Đó là những tiện ích tôi cho rằng là xứng đáng để bổ sung cạnh tranh với những đối thủ đến từ Hàn Quốc. Trên phiên bản này, toàn bộ bên trong xe đều được sử dụng hoàn toàn bằng da lộn, trông khá là đẹp và sang trọng. Đó là một cái phần chi tiết tôi cho rằng sẽ là điểm cộng với Honda City. Tuy nhiên, để so sánh với đối thủ Hyundai Accent thì tôi cho rằng là các hãng xe đến từ Nhật Bản có vẻ như hơi keo kiệt khi không trang bị thêm cho mẫu xe của mình cái phần cửa sổ trời. Nhiều người sẽ nghĩ rằng là không cần thiết phải có phần trang bị này, thế nhưng các bạn cứ thử tưởng tượng rằng là nếu như chúng ta đến một cái bãi biển đẹp hoặc một cái khu rừng nguyên sinh mát mẻ, các bạn sẽ thấy là cái phần cửa sổ trời nó đáng giá như thế nào. Nếu
Nếu như xe Hàn nổi tiếng là nhiều trang bị tiện ích thì các hãng xe đến từ Nhật Bản nổi tiếng với không gian rộng rãi. Điều ấy càng thể hiện rõ ràng nhất khi mà chiếc xe Honda City 2021 được thiết kế tăng lên với 113mm và nới rộng ra khoảng 53mm nữa. Chỉ là những con số rất nhỏ thôi, tuy vậy thì nếu như ngồi vào vị trí ghế lái của mẫu xe này, anh em sẽ thấy là cảm giác rất rộng. Bên trên đầu gối các bạn sẽ không còn cảm giác bị kích như Hyundai Accent, tầm nhìn cũng rộng và thoáng, cột chữ A thiết kế thì vừa phải. Và những hình ảnh bên trên màn hình các bạn cũng có thể thấy là hàng ghế thứ hai của mẫu xe này cũng đáp ứng một cái không gian rất thoáng và rộng rãi. Suy ra tôi cho rằng là nếu như gia đình nhà bạn có khoảng 5 người lớn và một trẻ nhỏ, Honda City 2021 cũng có thể đáp ứng tốt. Còn nếu gia đình nhà bạn có khoảng tầm 5 thành viên thì không gian sẽ thoải mái và dư dả hơn. Còn về khả năng vận hành thì xe được trang bị khối động cơ 1.5 lít cho ra công suất khoảng tầm 119 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 145 Nm kết hợp với cụm hộp số vô cấp CVT giả lập. Đây cũng là một trong những cái khối động cơ đã được thay đổi về cấu trúc vận hành. Nếu như trước đây khối động cơ này sử dụng trục cam đơn thì bây giờ nó đã được thay đổi sang sử dụng trục cam đôi. Điều này giúp cho công suất tăng lên với con số là 119 mã lực thuộc dạng cao nhất phân khúc. So với hai đối thủ là Hyundai Accent với khối động cơ 1.4 lít sản sinh ra khoảng tầm 100 mã lực và Toyota Vios với khối động cơ 1.5 lít sản sinh ra khoảng 107 mã lực thì rõ ràng Honda City nó đang có một cái công suất máy xông xênh hơn rất nhiều. Điểm nổi bật về tính năng công nghệ của Honda City đó là mẫu xe này đã được tích hợp chức năng đề nổ từ xa trên phiên bản RS. Hiện nay đang có Hyundai Accent cũng được trang bị chức năng này trên cả phiên bản xăng đặc biệt và tiêu chuẩn. Còn lại xe thì vẫn được trang bị một số các công nghệ an toàn như sau: hệ thống 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống phanh khẩn cấp, camera lùi, cảm biến lùi, móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix. Đó là những công nghệ mà trên cả hai mẫu xe Hyundai Accent và Toyota Vios đều được trang bị. Vừa rồi là những chia sẻ nhanh về chiếc xe Honda City 2021. Các bạn có ý kiến gì bình luận về chiếc xe này thì xin vui lòng comment bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.